Em chào các bác đã quay trở lại với kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Có địa chỉ là xóm 7, xã Khánh Hà, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại của em là 0936 525 998. Số này thì em có kết nối cả Zalo các bác nhé. Hôm nay thì em lại tiếp tục lên sóng với các bác một số cái phụ kiện và đồ chơi cho xe đạp. Sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết và báo giá. Các bác có nhu cầu sử dụng thì cứ cho em địa chỉ để em ship hàng tận nhà các bác nhé. Nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Em sẽ đi vào một cái chiếc kính trước đi. Em đang có một cái chiếc kính Judy. Hàng này của em vì nó là hàng mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất tại Ý các bác nhé, made in Italia. Đây các bác này. Đây thì nó có một cái tờ hướng dẫn tháo mắt này, một cái hộp của Judy, hộp nhựa. Trong đây thì nó có một cái túi đựng kính của Judy. Đây thì nó có một cái hướng dẫn sử dụng này, một tờ hướng dẫn sử dụng các bác nhé. Đây. Hàng xuất Nhật các bác nhé. Đây. Hộp phía các thứ tất cả là chính hãng hết. Đây. Made in Italia, hàng mới 100% chưa qua sử dụng. Đây. Chiếc này ở bên Nhật nó bán nó vào khoảng hơn 5 triệu các bác này, đắt lắm. Hàng này thì em mua được cái hàng nó thanh lý, giá rất là mềm, có một cái thôi. Hộp nhựa. Dòng này thì nó là dòng tráng gương các bác nhé, chống tiêu UV 100%, gọng thì được gọng bằng nhựa. Cái này các bác đeo lên nó mát mắt lắm, nhất là khi mà các bác đi ra trời nắng. Đây các bác này, đó, lên mắt form rất là đẹp các bác nhé. Cái này thì lọt lòng của nó là 13,5, lọt lòng các bác này, từ bên này sang bên này 13,5. Chiếc này thì để các bác có một cái thôi, một cái duy nhất các bác nhé, để các bác 2,2 triệu. Đấy. Giá lúc này là rất là rẻ rồi, bữa trước là em bán hơn ấy. Lúc này giá cái đồng yên Nhật nó đang bị rớt giá, nên là các bác sẽ mua được cái giá nó mềm hơn một chút. Nên là cái giá nó mềm hơn một chút các bác nhé, 2,2 triệu. Bao ship cho các bác, giá rất mềm luôn, đeo sướng lắm. Nói chung là cái này thì em bán cho, ngày trước em bán cho các bác đi về đeo thì chưa có bác nào chê cái kính gì cả, giá rất là hợp lý. Tiếp đến thì em có một cái líp Ultegra 6800. Líp này là líp 1125 các bác nhé. Hàng lướt đã qua sử dụng, hình thức còn răng lợi còn rất là đẹp. Chiếc này thì em đã gắn lên xe em chạy thử rồi. Bao mọi loại xích các bác nhé. 1125. Cái này thì nó xài được cho tất cả những cái bộ group 11 líp của Shimano, kể cả là S-Jam các bác nhé. Các bác xài 5800, 6800, giờ 7000. Đấy, các bác mua cái clip này về các bác bỏ vào xài tất cả nó như nhau, chứ không phải là cứ 6800 nó mua được 6800 là nó là biết chạy ở đâu các bác nhé. Nó cứ 11 lít là được. Còn cái thông số thì các bác thích cái kiểu thông số nào thôi, 1123 hay là 1125 hay là 28 hay là 30, 32 gì đấy. Đấy là còn tùy vào cái cung đường mà các bác đi hàng ngày các bác nhé. Ví dụ là leo đèo leo dốc thì các bác mua 30, 32, 34. Đấy, còn đi chạy đường trường bình thường thì mua 11, 23 hoặc 25. Đấy. Chiếc này thì để cho các bác giá rất là mềm mại và hữu nghị, 1.230.000. 6.8, 11, 25 còn rất đẹp. Đó. Tiếp đến thì em có một cái ghi đông zip, ghi đông nhôm các bác nhé. Hàng chính hãng zip. Chiếc này thì nó có size 38, phủ bì là 40, tâm là 38. Chiếc này thì nó chỗ này chỗ cầm nó hơi dẹp một chút. Đây. Nó hàng lướt đã qua sử dụng. Nó cũng có một vài cái vết xước. Đây, cái chỗ này là cái chỗ bắt cái tay lắc vào thì nó cũng có xước là cái chắc chắn rồi. Đây. Chỗ bắt tay lắc này.
Đấy, cứ cái chỗ này thì cứ bắt vào là nó xước thôi. Cái này thì cái tay thả của nó rất là đẹp các bác nhé, tay thả rất đẹp luôn. Đấy, tay thả này cầm rất là thoải mái. Zip. Chiếc này thì dòng SL80 Aero. Phổ bì 40 tâm 38. Cái này thì các bác nào có chiều cao tầm khoảng 1m6 các bác nhé. 1m6 ok. 1m6 nói chung là cứ khoảng 1m6 trên dưới chút là ok. Chiếc này thì để các bác giá là rất là hữu nghị và mềm mại. 850 các bác nhé. 850 là các bác mua được đi đâu, zip nhôm nhẹ lắm. Chỗ này thì hơi dẹp một chút. 850. Tiếp đến thì em có một cái bộ giò dĩa của Shimano. Shimano. Bộ này thì nó chỉ có cái chữ Shimano thôi các bác nhé, nó là hàng chính hãng. Sản xuất tại Malaysia. Giò 165. Cái giò 165 này đạp nó rất là lực các bác nhé. Đạp nó có lực hơn là 170 nhiều. Có lực hơn là giò 170 các bác nhé. Nói chung là các bác cứ tưởng tượng nó càng dài thì cái lực của nó càng yếu đi, kiểu kiểu như thế. Nó ngắn thì đạp chắc chắn là nó sẽ có lực hơn. Răng lợi đẹp như mới các bác nhé. Đĩa 50-34. Cái này thì các bác đang xài những cái bộ group 10, 11 của Shimano. Điều kiện kinh tế các bác nó eo hẹp thì các bác mua cái bộ này. Nói chung là nó còn đẹp như này, về các bác cứ đạp thể dục tầng 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 ngày 20-30 cây cơ mà nói chung cũng còn chán chê mê mỏi thì mới hỏng được cái bộ răng này của nó các bác nhé. Đấy. Cái này thì các bác mà muốn bảo vệ cái bộ răng của nó tốt ý. Đấy. Cái xích thì các bác cũng phải thường xuyên các bác kiểm tra. Đấy, nó rão thì các bác phải thay đi. Đấy. Và cái dầu mỡ các bác đừng có tra vào nhiều. Thỉnh thoảng vệ sinh nó đi, đừng để đất cát nó dính vào. Đấy là nó bảo vệ cái răng này, cái răng của đĩa này, răng của lip này và xích. Đấy. Đất cát nó dính vào thì nó cũng như kiểu là các bác lấy giấy ráp các bác mài vào đây này, nó rất là nhanh mòn. Mà cái cách rẻ tiền nhất là các bác cứ mua dầu diesel về các bác quét này, các bác quét các bác lau, nó rất là ngon và nó rất là rẻ. Và nó cũng trong dầu diesel thì nó cũng có nhớt các bác nhé, nó cũng có tác dụng là bôi trơn luôn. Đó. Bộ này thì để cho các bác 1,6 triệu thôi, rất là mềm mại và hữu nghị, đẹp như mới các bác nhé. Đấy. Các bác xài những cái bộ ví dụ như Tiagra 4,6, 4,7 chẳng hạn, hoặc những cái bộ Shimano 105, 5,8, dầu 7,000, các bác mua về các bác thay vào. Đấy. Cái này nó xài được cả cho bộ group 10. Đấy. Rồi. Tiếp đến thì em có một cái đôi CD hàng lướt. Đôi này thì size 39 này, hàng lướt. Bộ này bán thanh lý cho các bác. Size 39. Hôm trước là hơi bị sai lầm mua cái đôi này, size nó bé quá. Ở Việt Nam mình nói chung là kiếm được các bác chân size 39 là cũng hơi khó một chút. Hàng lướt. Da rẻ thì còn khá là đẹp, cũng có xước chút. Đây. Đây. Carbon các bác nhé, CD. Đấy. Tổng thể thì còn khá là đẹp. Đế gót, gót còn khá là đẹp các bác nhé. Đấy. Này đôi này thì bán xả lỗ cho các bác này, xả lỗ cho các bác nhé, 860.000. Đấy. Bác nào bác gái mà chân size 39 thì mua về tặng bạn gái cũng được. CD này nó được cái nó bền, rất là bền. Đấy. Đế thì một cái nó hơi nặng chút, hai dán một cái, bán xả lỗ cho các bác 860.000. Đấy, từ nay là tạm biệt cái dòng size nhỏ này. Đấy, 41, 42, 43 rất dễ bán, size nhỏ này nó hơi bị hiếm các bác, có cái đôi chân size 39 860.000. Tiếp thì em có một cái đôi Shimano. Đôi này size 41, hàng chính hãng của Shimano các bác nhé. Hàng mới 100% chưa dùng luôn. Đấy. Hàng này thì
Đây, da rất là mềm, da rất mềm các bác nhé. Ba dán, cái thằng dán này thì nó dễ sử dụng hơn là cái thằng hai dán một cài như kiểu thằng CD. Đây, ba lột ra này rất là tiện, da rất mềm, rất là nhiều lỗ thoáng này. Thằng này nó xài được cả cho MTB các bác nhé, nó có hai lỗ bắt MTB này. Size 41. Đôi này thì chân 25,8 cm. Cái này thì các bác có chân khoảng 25 cm đi ok. Đi nó hơi thừa cái mũ ra một chút rồi đi. Các bác đi lâu thì nó không bị kích mũ nhưng đỡ đau chân. Mới 100%. Cái thằng này thì nó làm cái lót của nó này, nó làm mút nhé. Ở trong nó là mút nên là khi mà các bác nhấn là nó không bị đau cái mu bàn chân. Rất là thoải mái luôn, giá rất rẻ luôn. Đôi này thì cũng bán rẻ cho các bác này, 1.330.000 này. Để cho các bác 1.2 triệu các bác nhé. Để bán thành lý cho các bác 1.2 triệu thôi, rất là rẻ luôn, hàng chính hãng của Shimano. Các bác bây giờ mua một cái đôi giày Trung Quốc thôi bây giờ nó cũng rơi vào tầm khoảng 1 triệu các bác nhé. Đấy, mà cái thằng giày Trung Quốc của nó cái da của nó chán lắm. Đi một thời gian ít bữa là bắt đầu được cái da này này. Cái da này bắt đầu nó sẽ có hiện tượng nó nứt các bác nhé. Nhưng cái thằng Shimano này, hàng xịn này thì không bao giờ có chuyện đấy. 1.2 triệu thôi. Tiếp đến thì em có một cái đôi Mavic. Đôi này thì nó là hàng mới 100%, chưa qua sử dụng mà nó không có hộp các bác nhé, nó bị mất hộp rồi. Mavic. Đôi này cái da của nó đấy các bác này. Cái da của nó sướng lắm. Và thằng này đặc biệt cái nó 2 khóa 3. 2 khóa 3 các bác nhé. Đôi này thì có size của hãng là size 42/3. 42/3. Chân 25,5 cm. Đấy. Thì bác nào nói chung là chân là tầm khoảng 25 cm đi là ok. Để cho nó thừa ra một chút. Đế carbon. Đây các bác này. Đấy, đế carbon. Đôi này thì giá rất là mềm. 2.730.000. Chỉ với 2.730.000 các bác sở hữu được một đôi giày thương hiệu của Pháp các bác nhé. 2 khóa 3. 2 khóa 3 luôn các bác nhé. Hàng xuất Nhật. Đấy. Nói chung là nó chỉ đắt hơn một cái đôi CD Genius kiểu như này này. Đôi này bữa trước em bán là đi 2.600.000 bao ship, cái dòng hai cài hai dán một cài này. Nó đắt hơn những 130.000. Đấy, nhưng mà thằng này thì nó có một cái lợi thế, một cái là nó ăn đứt thì cái thằng CD là nó có 2 khóa 3 này. Đấy. Và cái da của thằng này thì chắc chắn là nó cũng sẽ là ngon hơn CD 2.600.000. Đế carbon mà thằng này rất là nhẹ. Đấy. Và thằng này đi êm lắm các bác nhé. Cực kỳ êm luôn. Cái chỗ đây này, cái chỗ mà cái miếng mà nó úp lên cái mu bàn chân này ở trong là nó cũng có lót các bác nhé, nó rất là êm, nó rất là mềm luôn. Đấy, khi mà mình nhấn lực mạnh là nó không bị đau cái mu bàn chân. Cái đôi này thì các bác nào mà chân mỏng, chân có nghĩa là chân thon và mỏng các bác nhé. Đấy, các bác mà chân to bè thì các bác không đi được những cái đôi giày này đâu. 2.730.000, rất là ngon luôn. Hàng này em mua bên Nhật về đấy, bên Nhật nó bán khoảng đâu khoảng 5 triệu cái đôi này. Hàng này thì nó là kiểu nó là hàng người ta mua về xong là người ta đi nó không vừa ấy, nên là người ta bán thanh lý nên mới có cái giá rẻ như vậy. Đấy, thương hiệu của Pháp. Bác nào có nhu cầu sử dụng cái mặt hàng gì thì cứ alo nhắn tin vào Zalo cho em. Số điện thoại của em là 0936525998. Rồi em cảm ơn các bác đã ủng hộ và theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tươi. Em chào các bác.